Làm việc thì làm cả năm, còn nghỉ hè chỉ có 3 tháng thôi. Mùa hè mà không đi biển là mày đang chống lại mẹ thiên nhiên đấy. Chồng ơi, hôm qua có người nhắn tin tán tỉnh vợ đấy. Ủa, thế vợ bảo sao? Tất nhiên là vợ bảo là vợ đã có chồng rồi. Cả cuộc đời này vợ chỉ có một mình chồng thôi, chỉ yêu một mình đang khơi một thứ. Ôi, em ơi, yêu thế. Sau thì bỏ cái kiểu dùng nick luôn chiêu bà đi nha. Không đủ trình đâu nhé. Để lên phòng trước nhé. Chồng, giờ hỏi nhé, chồng có yêu nước không? Có vàng vẩn, đương nhiên là có. Sắt yêu nữa là đằng khác. Nước tức là thủy, là chồng yêu thủy. Mà thủy là con nào? Lắp như con thủy nào? Là hỏi vàng vẩn gì đấy? Rồi, vợ sẽ hỏi lại chồng nhé. Chồng yêu nước không? Không. Ngay ấp quả tang rồi, đồ phản động. Bà sẽ gọi 111 báo công an đấy. Ú tưởng lại. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Ê, vợ mặc kiểu gì ra ngoài đường đấy? Sao hở hết cả người cái kia? Ở đây mà hở. Đây. Lần sau ra ngoài mặc kín đá vào, cho không thích đâu. Vợ không được mặc áo hở ngực ra đường nữa đâu đấy. Rồi. Vợ hứa không được mặc áo hở ngực ra đường nữa đâu đấy. Hôm nay chồng làm sao thế? Mặc thế cho mát. Mát cái gì mà mát, nhưng mà chồng không thích thằng khác ngắm vợ. Ôi dồi ôi, chồng lo xa thế. Lo xa cái gì, bây giờ ra đường 10 thằng thì 11 thằng thích nhìn ngực, chứ làm sao được. À, dựa vào đâu mà chồng nói thế? Thằng nào chả thế, đến chồng còn thích ngắm nữa là. Cái gì cơ, chồng vừa bảo gì? Chồng bảo thằng nào chả thế. Không có sau cơ. Đến chồng còn thích ngắm nữa là. Vậy yêu chồng đảm thế. Chồng yêu cũng đảm không? Khi bố mẹ bạn hỏi tiền các bạn đâu hết rồi. Đấy, 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 tiền đấy, đây này, đây, đấy, đây này, tiền đấy, đây này, đây nữa.